thể thấy là bây giờ trời đã rất là đẹp rồi, xanh trong, nắng vàng, có vẻ như là trời đã chiều lòng người. Nên mình làm tí là hay thường hay như thế, tức là trước cái ngày cưới thì thường có thể mưa gió nhiều, nhưng mà đến đúng cái ngày cưới thì lại trời lại đẹp, hoặc là đúng cái lúc cưới thì nó lại hết mưa. Đấy, nó hay có kiểu như thế. Sau khi toàn bộ ekip thức cả một đêm nhưng mà đến giờ thì nhìn trông vẫn tan hoang lắm. Cắm hoa thì là như thế mà, chứ xong một cái thì lại dọn dẹp rất là nhanh mà sẽ là đẹp ngay. Xin hỏi từ lý do gì mà chị nghĩ ra một tư thế phun nước tuyệt vời này? Trông có khác gì đạp xe công nông không? Sau khi đạp nước chán thì chị quyết định dùng hẳn vòi phun luôn. À, cười cái đó. Thì ăn tiền. Hello. Chị được hạnh phúc trên con đường, và đây là món quà lớn nhất mà em có thể tặng dung được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đời ai biết rõ lúc khi đổi thay, đường tình ai hay khi có những đau thương. Thành phố nơi đồng quê muôn nơi ngắm tiếng em ca vàng. Đêm đó em, đêm đó em ta lấy vui lên. Đêm đó em, đêm nay ta xin ở trên ba hoa. Em đến dù những phát xa nữa khi anh gọi. Thế thế là ok rồi. Chỉ thế thôi nữa. Vết đẹp nha. Giờ là đến lúc hưởng thụ rồi. Nhưng mọi người thấy đấy, ngày hôm qua thì trời nắng đẹp bao nhiêu đúng không? Nhưng hôm nay là cưới xong cái thì lại mây mù gió thổi kín luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn nhá. Trời mây mịt mù luôn này. Định xuống ngắm bình minh mà không thấy mặt trời đâu luôn. Trời trốn rồi. Nhưng không sao. Quan trọng nhất là hoàn thành cái tiệc cưới tuyệt vời cho cặp đôi của chúng ta. Chứ còn xong việc rồi thì nắng hay mưa không còn quan trọng nữa. Thực sự thì nói chung là mỗi lần mình đi làm tiệc cưới như này ấy, đúng là mất ăn mất ngủ. Đặc biệt là ra những cái địa thế làm ngoài trời như này. Tại vì là cái tỷ lệ mà có thể bị dính mưa hoặc là những cái vấn đề bất trắc xảy ra khi mà liên quan đến mưa hoặc là gió bão là rất là nhiều, nguy hiểm. Và dính đến cái nhà giạc không gian là nó có rất nhiều vấn đề phát sinh, mất rất là nhiều thời gian. Chứ còn nếu mà bình thường mà cứ vào khách sạn 5 sao thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Đấy. Tại vì mọi thứ nó có sẵn hết rồi. Mình đã có một cái clip chia sẻ vì cái việc là so sánh giữa cái việc làm tiệc cưới ở khách sạn 5 sao hay là làm tiệc cưới ngoài trời. Đấy, để mọi người hiểu, hình dung về cái vấn đề này. Làm ngoài trời đã là nguy hiểm, đã là nhiều rủi ro rồi. Nhưng mà làm ngoài biển thì lại cái rủi ro nó còn tăng lên gấp vài lần. Đấy, đặc biệt là lại dính đúng vào cái, không may là dính đúng vào cái thời điểm mưa bão như này. Vì mưa bão thì không ai biết trước được cả. Đấy, nhưng mà cuối cùng là bằng cái sự cố gắng và cái sự linh hoạt cũng như là và xử lý gấp rút mà mình đã có thể hoàn thành được cái tiệc cưới rất là mỹ mãn. Còn nói chung là sẽ không thể nào mà có một cái gì mà gọi là hoàn hảo 100% được cả. Hay là có thể gọi là hài lòng tất cả mọi người thì cái đấy là rất là khó. Cái đấy thì mình không bao giờ mình có cái tham vọng là có thể tất cả mọi người đi tham dự tiệc cưới đều cảm thấy hài lòng và không chê một cái gì cả. Đấy. Nhưng mà mình nghĩ là với tất cả những cái gì mình đã thực hiện và tấm thịnh tình của gia đình đối với quan khách thì cái tiệc cưới này chắc chắn là một cái tiệc cưới đáng nhớ và đã mang lại những cái giây phút gọi là thực sự là thư giãn và cũng như là mình nghĩ là một cái kỷ niệm mà không thể nào quên đối với tất cả những cái ai được tham gia cái tiệc cưới ngày hôm qua, đặc biệt là bạn bè và người thân của cô dâu chú rể, mà cái người đã thực sự là đã hỗ trợ mình rất là nhiều và đã góp phần gọi là phải đến 90% cho sự thành công của tiệc cưới này là bạn Thanh Trung, là em trai của chú rể Thanh Tâm. Đấy. Người mà đã cùng mình gọi là hai anh em gọi là đã liên tục cùng nhau bàn luận phương án rồi tìm mọi cách để xử lý tiệc cưới rồi là đưa ra những cái giải pháp tốt nhất đấy, cho tiệc cưới. Bạn luôn nói là thôi anh không phải lo, tức là những cái gì anh em mình làm đã là rất là tốt rồi, còn nó sẽ phải ok thôi, mọi thứ nó sẽ ok. Còn bạn ấy nói một câu là nếu mà nó không ok ấy, nếu hôm đấy tiệc cưới ra mà nó mưa gió rồi mọi thứ nó không ok ấy, thì đấy là trời không muốn mình làm thành công đấy. Còn bạn ấy bảo là em tin là mọi thứ sẽ tốt đẹp đấy. Mình vẫn luôn nhớ những cái gì bạn ấy nói như thế. Mình nghĩ là sau cái tiệc cưới này thì mình lại đã có thêm một người bạn. Đấy. Người bạn trẻ tuổi và rất là đáng yêu. Một người mà thật sự là mình phải cảm ơn rất là nhiều để đã giúp đỡ mình trong cái tiệc cưới này. Đấy chính là bạn Loan của bên phía khách sạn Intercontinental Phú Quốc.
Nó là một người mà thực sự là đã hỗ trợ và theo sát cùng mình và đã hỗ trợ mình rất là nhiều. Gọi là mọi thứ bạn đều support mình nhiệt tình. Không có một cái gì mà kiểu khó khăn cả. Đấy, hai anh em đã cùng nhau gọi là tìm mọi cách để cái tiệc cưới được diễn ra gọi là ổn thỏa nhất. Đấy. Đồng thời là mình cũng cảm ơn toàn bộ ekip nhân viên của khách sạn Intercontinental đã support mình trong cái quá trình diễn ra tiệc. Bên bếp bánh là đã thực hiện cái phần bánh, tức là theo cái thiết kế của mình ấy, mình đưa ra rồi bên ở bếp bánh là đã thực hiện và làm cái bánh cưới cho mình. Đấy, có một cái rất là hay là như thế. Tại vì thật ra ra đảo đây thì nó không như phải như ở Sài Gòn. Nó không dễ để mà có thể kiếm được một cái bếp bánh mà chuyên làm bánh cưới cao cấp như này. Chứ còn nếu bảo chuyển từ Sài Gòn ra chắc chết. Chắc chết luôn. Ngày xưa em có đứa em nó nhúng á. Nó nhúng vô nước rồi nó tắt nha. Trời ơi. Nhà đó xém xíu đi luôn. Ba bộ phận hỗ trợ chủ với lại khách sạn. Hy vọng là cái vlog của mình về cái tiệc cưới ở biển này đã đem lại cho mọi người những cái nhìn gọi là rõ ràng hơn về một cái tiệc cưới destination wedding nó sẽ diễn ra như thế nào. Thật ra nó còn rất nhiều những cái vấn đề hậu trường phía sau nữa mà mình đã không quay lại được hết, tại vì là mình phải tập trung vào cái phần nghi lễ chính. Mọi người đã theo dõi, nhớ like, share cũng như subscribe cái kênh của mình để có thể theo dõi những cái video mới nhất về tổ chức tiệc cưới nhé. Chào cả nhà.